Thì một số cái khái niệm cơ bản thì cái siêu âm nó sử dụng các cái sóng âm sử dụng sóng âm này thuận lợi là cái này thì nó thuận lợi trong áp dụng trong những cái trường hợp mà các cái môi trường trong suốt của mắt nó bị bẩn đục ấy. Và khi mà mình không quan sát được, không khám được vùng sinh nhược vi hoặc soi đáy mắt hoặc là những cái phần nó bị che lấp. Che lấp thì mình sử dụng cái sóng cái siêu âm, thì siêu âm nó đâm xuyên qua được các cái môi trường đó nó để đánh giá được cái tổn thương, và khi mà không quan sát được bằng khám bằng mắt thường và cái khám nghiệm này thì nó cũng đơn giản, dễ làm và nó không xâm lấn. Mình nguyên lý cơ bản này. Thì cái sóng âm đây mọi người thấy là trên đây là cái hình mô phỏng cái con mắt này và cái đầu dò siêu âm đây. Thì thông thường là bao giờ làm siêu âm ấy là nó cũng có cái đầu dò, và đối siêu âm mắt thì cái đầu dò này nó sẽ phát ra cái sóng âm, nó đi vào các cái môi trường ở trong nhãn cầu, các cái đi qua các cái môi trường trong nhãn cầu, và khi mà gặp những cái môi trường khác nhau này thì cái sóng âm nó gặp các môi trường này, sau đó nó phản ngược trở lại vào cái đầu dò, và cái đầu dò nó thu các cái sóng âm nó phản ngược ấy. Tiếng tiếng Anh người ta gọi là echo, tức là sóng phản hồi đấy. Thì cái đầu dò này nó phát ra cái sóng siêu âm khi đi qua cái môi trường này, sau đó nó dừng lại một thời gian để nó ghi nhận những cái sóng phản âm từ các cái môi trường ở trong mắt vào cái đầu dò. Sau đó thì cái đầu dò này nó mới chuyển cái tín hiệu sóng âm nó ghi nhận được ấy, thành cái xung động điện. Cái xung động điện đấy thì nó truyền theo cái dây nó vào trong cái bộ xử lý ở trong trong cái máy siêu âm ấy. Trong cái máy đấy nó có cái bộ khuếch đại, nó sẽ khuếch đại các cái sóng đấy lên và nó chuyển tín hiệu những cái sóng đấy thành cái dạng mà có thể trình bày, có thể hiển thị được trên màn hình đấy, có thể hiển thị được trên màn hình. Các cái bước sóng thường dùng trong siêu âm nhãn khoa thì thông thường là 10 MHz, 20 MHz này là cái bước sóng mà siêu âm B bình thường ấy là 10 MHz đấy, 10 MHz. Thì cái bước sóng 50 MHz là siêu âm sinh nhiễm vi, nó có bước sóng 20, 30, 50. Thì đối bước sóng càng cao ấy thì cái độ đâm xuyên thì càng thấp. Bước sóng càng cao, cái bước sóng nó càng cao ấy thì độ phân giải nó càng cao nhưng mà cái độ đâm xuyên nó càng thấp. Ví dụ như là ở cái bước sóng 10 MHz này là mình hay làm cái siêu âm B bình thường ấy, thì nó có thể xuyên sâu đến phía sau của nhãn cầu, có thể thấy hình ảnh được sau nhãn cầu. Nhưng mà nếu mà dùng cái siêu âm UBM là tần số 50 MHz này thì độ phân giải nó nét hơn, nó cao hơn, nhưng mà nó chỉ ở giới hạn ở bán phần trước của nhãn cầu thôi. Do đó nếu mà dùng cái tần số cao này thì mình cũng không thể siêu âm ở võng mạc, không thể siêu âm ở trong hốc mắt được. Và siêu âm trong hốc mắt thì phải dùng cái loại tần số 10 20 MHz. Cái tần số thấp ấy, thì nó xuyên sâu hơn nhưng độ phân giải là kém hơn. Còn tần số cao ấy thì độ phân giải thì tốt hơn nhưng mà độ xuyên sâu lại kém. Đấy, dùng để siêu âm bán phần trước. Thì đây là một số cái đặc tính vật lý của sóng âm khi nó đi qua cái môi trường ở trong nhãn cầu. Khi mà ví dụ đi trong cái môi trường nước này là cái tốc độ âm là 1480 mét giây, thủy dịch 1532, giác mạc, mô mềm, thể tinh, xương. Đấy thì mọi người thấy là những cái mà những cái môi trường mà nó càng đặc ấy thì cái tốc độ sóng âm nó đi qua là càng nhanh. Đấy, ví dụ xương này hoặc thể thủy tinh này là 1640 này, xương là 3500 này. Đấy, do cái tốc độ âm nó thay đổi
qua các cái môi trường khác nhau thì nó mới tạo ra ở trên những cái bề mặt phân cách ấy, nó mới những cái bề mặt của phân cách những cái môi trường đấy thì nó có biến đổi về cái sóng âm phản xạ, cái echo ấy, để quay trở lại cái đầu dò của máy siêu âm thì nó mới hiển thị được những cái phần ranh giới của các cái môi trường này trên hình ảnh siêu âm. Đấy, nó do là cái tốc độ truyền âm nó thay đổi, và nếu môi trường càng đặc ấy, thì truyền âm càng nhanh hơn. Đấy, tốc độ nó càng nhanh. Thế mình chỉ về lâm sàng thì mình chỉ cần nắm được vững một số cái khái niệm đấy. Đấy thì khi mà đo vị trí của một mặt phân cách trong mắt ấy, thì cái siêu âm nó truyền đến từ cái bộ phận cảm biến, từ cái đầu dò ấy. Đầu dò nó chứa tinh thể áp điện ở đấy. Thì khi cái đầu dò nó phát sóng âm liên tục thì vào các cái môi trường ấy thì cái sóng âm nó lại phản ngược trở lại, và cái đầu dò nó lại thu cái sóng âm đấy, và nó đi qua cái bộ cái tinh thể áp điện để nó chuyển thành dao động, chuyển thành xung động điện để nó chuyển vào trong máy, chuyển qua dây dẫn vào trong máy, thì máy nó xử lý và khuếch đại và nó chuyển thành tín hiệu hình ảnh ở trên màn hình đấy. Thì thông thường có ba cái loại siêu âm là siêu âm A là theo biên độ ấy. Tí nữa tôi sẽ chỉ cho anh chị những cái hình ảnh siêu âm A. Cái thứ hai siêu âm B, đấy siêu âm B viết tắt của chữ brightness là những cái chấm đen trắng trên màn hình ấy, tạo nên hình ảnh. Và siêu âm động là cái kiểu dạng siêu âm Doppler, ví dụ siêu âm tim chẳng hạn, để đánh giá tốc độ dòng chảy thứ đó, siêu âm động. Thì ở mắt thì chủ yếu dùng hai cái loại là siêu âm A, siêu âm B. Đây là cái siêu âm A này. Đây là cái đầu dò trên hình ảnh, đây là cái đầu dò siêu âm, thì cái đầu dò phát sóng âm nó đi qua các cái môi trường và gặp võng mạc đây. Đấy, gặp võng mạc thì cái sóng mà hiển thị trên màn hình dưới dạng biên độ, nó amplitude viết tắt là chữ A này, hoặc là A scan, thì khi mà cái ở trên màn hình ấy, khi mà hiển thị nó dạng sóng như này thì mọi người thấy là cái sóng đầu tiên ấy, nó tương ứng cái mặt trước của giác mạc, cái thứ hai mặt sau của giác mạc này, cái thứ ba là mặt trước thủy thể, sau mặt sau thủy thể, và đến võng mạc này, và phía sau các cái tổ chức phía sau nhãn cầu. Đấy, phía sau nhãn cầu thì ở cái bên tay phải này là một cái hình mà tôi làm siêu âm A trên bệnh nhân, thực tế trên bệnh nhân. Thì cái siêu âm A này thông thường là được sử dụng để đo cái trục nhãn cầu và đo các cái chỉ số sinh trắc của nhãn cầu, biometry đấy đo. Thì đây là một cái kết quả siêu âm A này, khi đặt cái đầu dò vào thì nó sẽ hiện lên đây. Thì mọi người thấy là nó có một số cái đây, nó trên cái hình này nó hiện cả cái tốc độ truyền âm trong các môi trường. Ví dụ là giác mạc này là 1620 mét trên giây, ở đây là tiền phòng, tức là trong thủy dịch này. Đây là thủy thể, lens thủy thể này, đây là dịch kính này, đấy dịch kính này, cái cuối này là độ dài trục nhãn cầu. Thì mọi người nhìn ở trên cái hình ảnh siêu ma dạng sóng đây thì người ta xác định cái vạch thứ nhất là giác mạc, đấy là cái sóng nó cao ở giác mạc này, đến cái vạch thứ hai mặt trước thủy thể đây. Mọi người có nhìn rõ được cái hình không? Khi tôi chỉ con trỏ chuột mọi người có thấy không? Có thấy thầy ạ. Đây, thì nhìn rõ được rồi. Để phân tích mọi người biết, ở đây có một số người nhãn khoa cơ bản nên cũng chưa nắm được những cái này. Đây là cái vạch thứ nhất này là giác mạc này, cái vạch thứ hai mặt trước thủy thể này, cái vạch thứ ba mặt sau thủy thể, cái mạch vạch thứ tư đây là võng mạc ở cực sau ấy, ở võng mạc. Thì để tính được cái chiều dài trục nhãn cầu ấy, thì người ta cộng tất cả những cái khoảng cách này vào, cộng tất cả khoảng cách này vào
Ví dụ như là độ sâu tiền phòng nhá, thì người ta tính cái khoảng cách từ cái vành này đến cái vành này. Đấy, ở đây là thông thường ở đây là nó hiện lên là 3,61 mm chẳng hạn. Người ta đo nhiều lần và lấy cái số trung bình ở bên dưới. Average là 3,35 và SD là độ lệch chuẩn là 0,61. Đấy, 3,35 là độ sâu tiền phòng. Thì cái độ sâu tiền phòng này người ta tính đo cái khoảng cách giữa hai cái vành này. Đấy. Giữa hai cái vành này là độ sâu tiền phòng. Sau đó là đến độ dày tổng thể đây, land thickness đây. Ở đấy độ dày tổng thể người ta cũng đo nhiều cái và cái số trung bình average là 4,13 đấy, độ dày tổng thể. Thì cái số 4,13 này là người ta đo giữa hai cái vạch này, đấy, giữa hai cái vạch mặt trước với mặt sau tổng thể. Đấy là mặt trước mặt sau tổng thể. Sau đó là đến cái buồng dịch kính đây, đến cái buồng dịch kính này. Thì buồng dịch kính độ dài của buồng dịch kính là 15,87 để trung bình. Đây là 8 lần đo thì lấy số trung bình của 8 lần này là 15,87, tức là khoảng cách giữa hai cái vạch này là 15,87 mm đấy, mm. Thì cái cuối cùng là cái axial length đây là chiều dài của chiều dài của nhãn cầu, tức là trục nhãn cầu đây. Trục nhãn cầu thì tính từ giác mạc cho đến võng mạc đây, đến cửa sau đây. Thì người ta tổng ba cái này, tổng của độ sâu tiền phòng, của độ dày tổng thể và chiều dài của buồng dịch kính, tổng ba cái này lại thì nó sẽ là được 23,36 mm. Nếu mà mọi người cộng mấy cái số trung bình độ dày độ sâu tiền phòng, độ dày tổng thể, chiều dài buồng dịch kính thì nó sẽ ra là 23,36. Đấy, 23,36 tức là trục nhãn cầu đấy, chiều dài trục nhãn cầu. Cái siêu ma này nó ứng dụng chủ yếu là đo các cái chỉ số sinh chắc của nhãn cầu. Đấy, đấy là cái ứng dụng chính. Cái ứng dụng thứ hai là người ta dùng cái siêu ma trong chẩn đoán phân biệt một số cái một số cái tổn thương ở đáy mắt, ví dụ như là trong u mạch này, hoặc là trong bệnh melanoma này, hắc mạc này, hoặc là trong những cái tổn thương mà nó có nhiều, xác định xem là có nhiều canxi hay là ít canxi. Đấy, nếu mà nhiều, nếu mà nó càng đặc ấy thì những cái sóng này nó càng cao này, những cái sóng này nó càng cao. Đấy, những cái sóng này nó càng cao. Ví dụ như là trong cái ung thư nguyên bào võng mạc chẳng hạn, người ta thấy cái u đấy mà người ta muốn chẩn đoán phân biệt xem là cái đấy nó có canxi nhiều hay không. Nếu có canxi nhiều thì nghĩ tới là u nguyên bào võng mạc nhiều hơn, và nếu không canxi thì là cái tín hiệu âm nó thấp. Đấy, cái sóng này nó thấp thì người ta nghĩ đến bệnh khác, có thể bệnh Cod hoặc là những cái u khác mà không phải u nguyên bào võng mạc. Thì đấy là siêu âm A, nó cũng một trong những cái ứng dụng cho để thêm cái thông tin để chẩn đoán phân biệt một số cái tổn thương ở ở trong nhãn cầu. Đây là cái siêu âm B này. Siêu âm B đây. Siêu âm B thì hiển thị trên màn hình là những cái đốm sáng tối, những cái đốm sáng tối đây, siêu âm B đây. Thì mọi người thấy cái hình ảnh đây, hình ảnh đen trắng đây, cái chỗ sáng chỗ tối nó tạo thành những cái tín hiệu đấy, tạo thành hình ảnh cái siêu âm. Thì cái siêu âm B này thì được sử dụng nhiều hơn này, sử dụng rộng rãi hơn, ứng dụng nhiều hơn so với siêu âm A. Thì tiếp theo là chỉ định của siêu âm, thì đo sinh học, đo các chỉ số sinh học của nhãn cầu, ví dụ như là mà đo trục nhãn cầu, độ sâu tiền phòng này. Đấy, độ sâu tiền phòng. Cái thứ hai là đo đánh giá bán phần trước, đó siêu âm UVM, siêu âm UVM là đánh giá bán phần trước đấy. Các cái bệnh lý khối u nhãn cầu thì siêu âm B này, hoặc là chấn thương này, các khối choán chỗ ở mắt này, có thể phối hợp với siêu âm Doppler, ví dụ như là trong cái trường hợp bệnh nhân thông qua mạch cảnh xoang hang, người ta muốn xem cái tính mạch mắt nó có động mạch mắt nó có giãn hay không ấy, người ta có thể
đánh giá là dùng theo siêu âm Doppler hoặc là đo tốc độ dòng chảy của động mạch trung tâm võng mạc, tĩnh mạch trung tâm võng mạc, thì người ta cũng có thể dùng siêu âm Doppler. Ở bên lão khoa là cũng hay hay đo cái đấy, ví dụ trong trường hợp mà bệnh nhân bị glaucoma nhãn áp thấp chẳng hạn, người ta nghi ngờ là do một phần là nó do cái cấp máu của thị thần kinh nó kém, thì trước đây người ta có thể dùng là xem là siêu âm xem là cái tốc độ dòng chảy nó giảm hay không, hoặc là trong những cái bệnh tắc động mạch chẳng hạn, tắc tĩnh mạch mà người ta nghi ngờ là chưa rõ, thì người ta có thể làm thêm cái siêu âm Doppler đo tốc độ dòng chảy động mạch tĩnh mạch trung tâm võng mạc. Hoặc là trong chẩn đoán các bệnh ánh đồng tử trắng ở trẻ em, ví dụ như là u nguyên bào võng mạc của bệnh Cold, những cái trường hợp mà nó có bong võng mạc có môi trường đục để ta soi không thấy, hoặc là những cái u mà nghi ngờ là u nguyên bào võng mạc thì đang làm siêu âm để chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt. Với các bệnh lý hốc mắt thì người ta cũng có thể làm siêu âm, ví dụ những cái u ở hốc mắt đấy, hoặc là xem các cái cơ vận nhãn nó phì đại hay không. Thì tí nữa tôi sẽ lấy một vài cái ví dụ cụ thể ở trên lâm sàng để mọi người xem. Bây giờ đi qua một chút về siêu âm UVM. Siêu âm UVM thì viết tắt của cái từ ultrasound biomicroscopy đấy. Cái đầu dò siêu âm này là nó dùng cái bước sóng cao tần, thì thông thường từ 25 đến 75 MHz đấy, trong lý thuyết người ta nói thế, nhưng mà cái mà thường dùng nhất là 30 đến 50 MHz đấy, ở trên lâm sàng thì những cái tôi hay gặp là từ 30 đến 50 MHz. Thì nếu mà cái sóng cái tần số nó càng cao ấy, thì cái độ phân giải của nó càng tốt. Ví dụ như là nếu mọi người muốn siêu âm mà để đánh giá dây chằng jean chẳng hạn, thì tối thiểu cũng phải dùng cái tần số 50 MHz thì mới nhìn rõ dây chằng jean. Còn một số máy chỉ 30 MHz thôi thì không đánh giá được rõ dây chằng jean đấy, ví dụ thế. Cái độ phân giải của cái siêu âm UVM là thông thường là tầm khoảng 50 micromet, 50 micromet. Đây là một vài một cái hình ảnh ví dụ là thủy thể đánh giá hệ sống dây chằng jean này, thì mọi người thấy đây tiền phòng này, đây là mống mắt này, đây là thủy thể mặt trước mặt sau nó cũng rất là rõ, và đây là thể mi đấy, cái vùng thể mi, thì cái này độ phân giải cái tần số nó cao đấy, thì nhìn rõ được các cái cấu trúc ở của bán phần trước. Tuy nhiên nếu mà cái siêu âm UVM này nó chỉ giới hạn ở bán phần trước thôi, nó không xuyên sâu được ra phía sau để không đánh giá được ở phần võng mạc, mà muốn đánh giá phần võng mạc ấy, thì lại phải dùng cái siêu âm B mà cái tần số nó tầm 10 MHz thì mới mới đánh giá được ở phía sau của nhãn cầu. Đấy, trên đây là một số cái ví dụ về siêu âm B. Thì trong cái bài hôm nay thì về siêu âm UVM, trong bài hôm nay thì tôi chủ yếu giới thiệu mọi người những cái hình ảnh của siêu âm B là cái phương pháp mà phổ biến nhất. Đấy, thì quy trình siêu âm B này, thì thông thường là những cái quy trình thường quy là giải thích bệnh nhân hoặc là tư thế bệnh nhân, thì những cái đấy là đi học lâm sàng thì anh chị sẽ được hướng dẫn. Thì thông thường là bệnh nhân nằm này, là cái tư thế nằm là tốt nhất, là người ta cố định đầu tốt nhất, cũng có thể ngồi trên ghế tựa đấy, ngồi trên ghế tựa, nhưng mà nằm thì là đầu người ta cố định tốt nhất, tại vì đầu sẽ người ta tì luôn vào giường rồi, không thể ngửa ra đằng sau được. Còn nếu mà ngồi, bệnh nhân có thể khi đang làm người ta ngửa ra đằng sau, người ta ngửa mặt ra là khó làm hơn đấy. Đấy, và đây là các cái tư thế đặt đầu giò. Mọi người nhìn trên cái hình ảnh này, trên cái đầu giò bao giờ nó cũng có cái dấu mốc, thông thường người ta đánh dấu trắng ấy, dấu trắng. Thì đây là cái tư thế mà cái hướng quét ngang, cắt ngang qua nhãn cầu đấy, cắt ngang qua nhãn cầu.
còn đây là hướng thì trên cái màn hình ấy. Cái nguyên tắc là khi mà cái dấu mốc này nó ở đầu dò nó quay về hướng nào ấy, thì cái hình ảnh ở trên màn hình ấy, là phía trên nó biểu hiện cái hình ảnh trên màn hình nó ở phía trên đấy, hướng phía trên đây. Ví dụ như này, đây ví dụ ở cái hình này nhé, hình này giả sử bệnh nhân nằm là cái đầu dò nó hướng về vị trí 12 giờ, thì trên màn hình ấy, ở phía trên của hình ảnh sẽ là cái tổ chức, cái cấu trúc nhãn cầu ở vị trí 12 giờ, còn ở phía dưới là sẽ ở vị trí 6 giờ đấy. Còn những cái hình dưới này là các cái hướng cắt qua thiền kinh này hoặc cắt ngang này đấy đấy, và cái dấu mốc thì cái đầu dò này thông thường nhất là người ta đặt qua mi, người ta đặt qua mi tức là cho bệnh nhân nhắm mắt lại xong cho cái gel xong rồi mình đặt qua mi, và thông thường làm nhé, làm như thế. Còn cũng có một số trường hợp là người ta đặt cái đầu dò áp trực tiếp vào cùng mạc đấy. Đây ví dụ như bệnh nhân như này, thì khi mà đặt đầu dò áp trực tiếp cùng mạc ấy, thì người ta xác định được chính xác cái vị trí hơn. Tại vì khi mình đặt qua mi và bệnh nhân nhắm mắt vào ấy, thì cái nhãn cầu nó sẽ nó thông thường nó đưa lên trên, và khi mà mình đặt cái đầu dò mình cắt ấy, thì nó chỉ tương đối thôi, mình không biết được chính xác vị trí chính xác là cái đầu dò đấy nó cắt qua cái phần nào của nhãn cầu. Nếu mà trường hợp mà bệnh nhân mà đưa mắt nó lệch đi quá, hoặc là bệnh nhân đảo mắt thì mình không nhìn thấy cái nhãn cầu bên dưới. Còn nếu mà mình làm khi bệnh nhân mở mắt mà áp luôn cái đầu dò cùng mạc ấy, thì mình biết chính xác là cái đầu dò nó đang ở vị trí nào đấy. Nhưng mà khi mà áp cùng mạc thì có nguy cơ nhiễm trùng, rồi nguy cơ chấn thương, hoặc là nếu người ta liếc mắt thì sợ vào giác mạc, nó sưng giác mạc. Do đó là trên lâm sàng ấy, thông thường làm nhất ấy là áp qua qua mi. À, đấy là các cái cách đặt đầu dò. À, đây ví dụ là đây là một cái ví dụ khác này, các vị trí rồi đặt đầu dò siêu âm này. À, đây là cái đầu dò, khi đây là đặt khi mà mắt bệnh nhân mở đây. Thì ví dụ ở cái hình B này nhé, ở cái hình B này là cái vị trí đầu dò nó ở hướng là 12 giờ, đây mắt trái ở hướng 12 giờ. Còn cái vạch ngang này là vị trí đầu dò là hướng vị trí hướng vào phía mũi, tức là phía 3 giờ đấy. Thì còn đây là các cái hướng khác này. Ở cái hình B này khi mà muốn đặt cái đầu dò trực tiếp mà thẳng trục ấy, thì phải cho bệnh nhân nhắm mắt lại, chứ người ta không đặt trực tiếp lên giác mạc, trừ khi làm siêu âm A thì mới làm đặt trực tiếp lên giác mạc. Còn siêu âm B ấy, nếu đặt trực tiếp thì chỉ đặt vào cùng mạc như cái hình D này. Còn nếu qua giác mạc thì vẫn phải cho bệnh nhân nhắm mắt vào và bảo bệnh nhân nhìn hướng thẳng lên trên trần nhà, những cái trục nhãn cầu nó thẳng lên trên. Còn cái hình D này này là mình có thể đặt vào cùng mạc để cho bệnh nhân mở mắt, hoặc là cũng cho bệnh nhân nhắm mắt xong đặt ra ngoài mi đấy. Đây là các cái vị trí mình có thể đặt xung quanh, hình C này đặt xung quanh này. À, từng từng phần từng góc phần tư một đấy, từng góc phần tư một. Còn hình D này là đặt cái đầu dò nó hướng về vùng rìa, cái mốc của đầu dò nó hướng về vùng rìa đấy, cách đặt vị trí đầu dò. Cái này thì cái quan trọng là mình xác định được cái trong này thì nó nhiều vị trí này, nhưng mà ít khi làm như này. Thông thường là chủ yếu là vị trí ngang hoặc là dọc đấy, vị trí ngang hoặc dọc. Và chủ yếu khi mà mình để thấy cái mốc đầu dò nó hướng ở phía nào ấy, và ở phía dưới là mình ví dụ muốn cắt qua thiền kinh hay sao, hay hoặc là cắt ngang đấy. Đây là mô phỏng này, khi mà mình đặt đầu dò để cắt ngang qua cái nhãn cầu ấy,
thì mình khi mà nghiêng cái đầu dò, ví dụ ở cái vị trí đầu tiên này là ở cái đầu dò nó ở gần vùng rìa thì nó cắt chéo này. Đấy, mọi người thấy trên màn hình nó sẽ thấy cái hình ảnh của cái nhãn cầu nó hiện trên màn hình, nó chéo qua này, và sau đó thì mọi người nghiêng cái đầu dò, muốn đây là chéo từ phía rìa ra phía sau, còn muốn từ phía sau ra phía trước hoặc ngang ấy thì bảo bệnh nhân liếc mắt xuống dưới xong mình xoay cái đầu dò đi, mình nghiêng cái đầu dò đi. Đấy, thì cái này thông thường là bảo bệnh nhân cứ nhắm mắt vào ấy, xong liếc mắt xuống dưới để làm qua cái mi trên. Làm qua cái mi trên thì nếu bệnh nhân liếc mắt xuống dưới thì mình có thể di cái đầu dò nghiêng từ cái phía vùng rìa này ra phía sau. Đấy, ra phía sau. Đấy là các cái vị trí của đầu dò. Cái chính là khi mà đặt vị trí này mình biết là đặt theo hướng nào này. Khi mình đặt theo hướng nào và có cắt qua thị kinh hay không. Đấy, thông thường nếu mà muốn cắt qua thị kinh ấy, thì để cái đầu dò nó thẳng, cái mốc nó ở vị trí 12 giờ, sau đó mình nghiêng chách chách để hướng về phía phía mũi đấy, cho cái đầu dò nó hướng về phía mũi bên trong ấy, thì sẽ thấy được cái thị kinh, và trong khi mình nghiêng đầu dò mình quan sát trên màn hình thấy tín hiệu của thị kinh là được. Đấy, thì siêu âm B để đánh giá một số cái. Thứ nhất là hình dạng kích thước của nhãn cầu. Ví dụ như cái trường hợp này, ảnh đây là một cái trường hợp bệnh nhân bị cận thị cao, giãn lồi cực sau. Mọi người thấy là ở cái đây phía trước đây là thủy thể, mặt sau thủy thể này, thấy cực sau tự nhiên nó lồi hẳn ra phía trong, và trục nhãn, nếu mà đo cái này trục nhãn cầu nó rất là dài. Đấy, cái này gọi là giãn lồi cực sau. Hoặc những cái bệnh nhân mà nhãn cầu nhỏ, hoặc bệnh nhân bóng mang đẻ non là đấy, ví dụ như cái bệnh nhân đây thì nhãn cầu nó kích thước nó rất là bé, có thể đo được cái trục nhãn cầu ở trên cái ảnh siêu âm B này. Nhưng mà tốt nhất là đo trên siêu âm A, nhưng siêu âm B vẫn có thể đo được cái ước lượng được cái độ dài của trục nhãn cầu, xem nó to hay nó bé và cái môi trường ở bên trong. Đây là siêu âm, cái này bán phần trước này, nhưng đấy tôi nói đây là cái bọng, đây ví dụ bệnh nhân là cắt bè, xong mổ cắt bè, đây là cái bọng ở dưới kết mạc này. Đấy, đây tiền phòng này. Đấy, cái vùng này vùng cái vùng bè đây. Đấy. Cái chỗ này là cái chỗ phẫu thuật thủy dịch nó thoát ra, và đây là cái bọng ở dưới. Cái này là thể mi. Đấy. Còn cái trường hợp mà bệnh nhân này là bị bong thể mi đây. Mọi người thấy là cái thể mi này bị bong ra đấy, cũng bị bong hắc mạc. Đấy là bản thân trước này. Tiếp theo là đây cái siêu âm B thì đánh giá xem có dị vật nội nhãn hay không. Đây ví dụ cái ảnh này là bệnh nhân có dị vật nội nhãn, thì thông thường mô tả này là có tín hiệu tăng âm đồng nhất ở trong nhãn cầu, ở trong buồng dịch kính này, thì cái này bệnh nhân chấn thương và có dị vật nội nhãn. Còn ví dụ cái bệnh nhân này là cái thủy tinh sau khi đặt thủy thể nhân tạo nó bị rơi vào trong dịch kính và nó nằm ở sát vào võng mạc đây, thì thấy hình ảnh cãi càng, cả cái thủy thể nhân tạo cãi càng trên hình ảnh siêu âm. Đây cái trường hợp này là bị nang ở mống mắt này. Cái bệnh nhân này là tôi mới làm cách đây tuần trước này, từ tuần trước thì cái bệnh nhân này bác sĩ khám thì thấy có cái nang ở đây, có cái nang ở mống mắt, thì tôi soi thì thấy là cái nang này nó rất là to, nó choán một nửa cái tiền phòng luôn, một nửa cái tiền phòng, và cắt khe thì cái này nó vòng ra áp sát, gần áp sát vào võng mạc, và soi đấy thì trong cái nang này có dịch nó tương đối trong và thấy được cả phía sau của cái nang. Và đây là chiếu hậu, đây chiếu hậu thì cái mống mắt nó giãn và vẫn thấy được cái hình ảnh hồng hồng. Cái ánh hồng nó xuyên qua đây, nó gọi là chiếu xuyên qua mống mắt đấy. Đấy, tôi khám thế thì đây tôi chỉ có cái đầu dò siêu âm B là 10 MHz, thì bình thường cái đầu dò này nó sẽ không làm được tiền phòng, không làm được tiền phòng, thì lúc đấy là phải ứng dụng bằng cách là phải siêu âm, nó giống như kiểu siêu âm nhúng ấy, lấy cái cốc nước đặt lên, nhưng mà cái cốc chuyên dụng thì không có, thì
Mọi người đơn giản là lấy cái găng tay ấy, cho một ít nước vào. Đây ví dụ cái bệnh nhân đấy là tôi lấy cái găng tay đây, tôi cho nước vào trong găng tay, tôi để trên mi, thì cái đầu dò nó sẽ không chưa tiếp xúc trực tiếp với mi và nó qua cái lớp nước ở cái ở găng tay này. Thì tôi siêu âm thấy là đây cái nang của mống mắt đây, đây cái nang của mống mắt. Cái này chủ yếu là nếu mà có siêu âm UBM thì là tốt nhất, thì đánh giá nó nét nhất, nhưng mà những cái này mình cũng có thể đánh giá được xem là cái nang này cái dịch nó trong hay không này, và nó có phát triển ra phía sau thể mi hay không. Thì tôi siêu âm cái vùng đen đen này là cái nước ở trong găng tay đấy, còn cái mi mắt là từ đây đấy, mi mắt từ đây thì thấy đây là cái nang này nó dịch nó trong và nó không phát triển ra phía sau thể mi đấy, như thế là cũng yên tâm. Chủ yếu muốn xem là nó có phát triển ra phía sau thể mi ở đây hay không. Ở đây mà sau thỉnh thể thì thấy nó chỉ ở tiền phòng, nó đang tiền phòng thì và nó chỉ là có dịch thôi thì cũng yên tâm, nó không phải là ác tính, để cho chỉ định cho bệnh nhân cũng có cả đục thủy thể nữa để cho người ta đi phẫu thuật cho yên tâm để phân biệt lành tính hay ác tính. Và nếu mà muốn nét hơn nữa thì làm siêu âm UBM, nhưng mà nó không có sẵn ở đó, là nếu mà người muốn siêu âm tiền phòng bằng cái đầu siêu âm B bình thường ấy thì phải đặt nhúng qua cái cốc hoặc là lấy cái găng tay này cho nước vào xong đặt đầu dò qua ngoài mi giống như tôi làm này đấy, nghĩa là nang mống mắt này. Đục dịch kính nào hay gặp. Ở đây đục dịch kính là hay gặp thì đây là thấy tăng âm này. Trong cái từ ngữ chuyên môn của siêu âm ấy thì thông thường nếu mà cái dịch kính này là nó tối màu, nó đen, còn nếu mà trong cái buồng dịch kính này nó có những cái chấm sáng hơn ấy, nó gọi là tăng âm đấy. Tăng âm thì ví dụ như cái bên này là thấy trong cái dịch kính là tăng âm này, nó có đục dịch kính này. Đấy, nó đục thì nếu mà đục ít thì nó thì là từng chấm thôi, còn nhiều thì có thể thành mảng, và nó cũng giống như kiểu xuất huyết dịch kính ấy. Nói chung là môi trường nó đặc hơn thì nó tăng âm đấy, nó tăng âm thì chủ yếu mình phải kết hợp với lâm sàng xem là cái tăng âm đấy do đục hay là do xuất huyết hoặc là do khối u đấy. Đây ví dụ như trường hợp này là tôi mới làm cách đây mấy hôm đây, thì mọi người thấy cái hình bên này này, mọi người thấy cái hình bên này là cái hình này thì nếu mà chỉ nhìn cái hình này mọi người đọc nó là cái gì không nhé, trông nó giống cái gì? Nếu mà thì thực tế cái bệnh nhân này bị xuất huyết dịch kính, là bệnh nhân này bị xuất huyết dịch kính thì đến thì tôi thấy là xuất huyết nó đặc rồi, mình soi không rõ đáy mắt thì bắt buộc phải làm siêu âm để phân biệt. Thứ nhất là xem là cái đục là cái xuất huyết dịch kính nó có dày, nó có đặc hay không này. Cái thứ hai là xem nó có bong bóng mạc hay không. Đấy, thì khi ở trên cái hình bên trái này, nếu mà chỉ dựa vào một cái lát cắt thì mọi người nhìn thấy nó rất là giống bong bóng mạc đấy, nó có cái màng rất giống bong bóng mạc. Như bệnh nhân này thì tôi khi siêu âm tôi cho bệnh nhân chuyển động mắt. Ở cái hình bên này là cái hình bên phải này là cái video này, để tôi bật nó lên. Tôi bật cái video lên xem nào. Người ta thì
Đây mọi người có nhìn thấy cái hình vi cái video của cái bệnh nhân đấy không? Đấy. Có nhìn thấy không? Đấy thì cái bệnh nhân đấy tôi cho khi mà làm siêu âm ấy, bảo bệnh nhân liếc mắt này thì thấy mọi người thấy là cái đám nó tăng âm ở trong buồng dịch kính này nó di động, nó di động. Đấy bảo bệnh nhân liếc lên liếc xuống thì cái này nó di động chứng tỏ nó là xuất huyết thôi. Đấy. Đấy thấy mọi người thấy nó chạy 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 này. Đấy nó không phải là thì sơ bộ mình nhìn cái đấy cũng xác định được đấy nó không phải là võng mạc. Đấy, nó không phải võng mạc. Tại vì có những cái chỗ mà nó cái chỗ mà thị thần kinh ấy, là nó không dính vào thị thần kinh thì cái này nó chỉ là cái đám xuất huyết nó chạy ở trong dịch kinh ấy. Cái xuất huyết nó dày thôi. Đấy khi làm tôi bảo bệnh nhân liếc mắt đi. Liếc mắt đi là thấy cái đám nó chạy, đấy nó chạy. Và mình quan sát xem là nó có dính vào thị thần kinh hay không. Tại vì nếu bong võng mạc ấy thì thông thường ở cái chỗ mà có tín hiệu thị thần kinh ấy là nó phải dính vào, nhưng mà cái này nó không dính vào thị thần kinh và nó chỉ là cái đám xuất huyết nó chạy thôi. Nó trông hơi giống bong võng mạc. Thì để phân biệt tiếp theo ấy, thì mình sơ bộ xác định là cái xuất huyết này nó cũng không đặc, đấy nó không không đặc mà nó tương đối lỏng và nó di động, nó di động do đó là tiên lượng thì nó cũng sẽ tốt hơn. Đấy đấy là ví dụ. Còn ngoài ra để phân biệt xem là cái này nếu có cái màng đấy nó có phải là cái màng dịch kính sau hay là bong võng mạc ấy, thì người ta có thể bật cái tín hiệu siêu âm A lên để phân biệt nữa. Để tí tôi sẽ chỉ anh chị xem ra tín hiệu siêu âm A. Bây giờ quay trở lại cái slide. Đấy ví dụ một cái trường hợp xuất huyết dịch kính nhá. Thì để phân biệt nếu mà mới đầu trông thì nó giống hơi giống bong võng mạc nếu mà chỉ im cái hình không ấy, còn ở cái bên tay phải là cái video nhưng mà để slide nó không chạy nên tôi chiếu nó ở ngoài. Tiếp theo là những cái trường hợp mà bị bong võng mạc, đây là một cái trường hợp bong võng mạc tương đối rộng này, để thấy cái hình ảnh nó như này. Đấy, còn cái hình bên này là bong võng mạc toàn bộ. Bong võng mạc toàn bộ nó còn dính ở chỗ thị kinh này. Đấy, nó còn dính vào hình phễu. Còn cái trường hợp này bong võng mạc có vết rách thì siêu âm người ta nhìn thấy cái vết rách ở võng mạc đây. Nhưng mà nói chung để nhìn thấy cái vết rách này ấy, thì độ phân giải nó phải cao và cái vết rách này nó phải rộng. Còn những cái vết rách bé thì không không nhìn thấy rõ như này. Cái này chắc là phải vết rách khổng lồ. Đấy, vết rách khổng lồ rất là to ấy, thì mới nhìn được thấy trên siêu âm. Còn cái trường hợp cái hình ở bên dưới này là cái bong võng mạc lâu ngày rồi. Đấy khi mà mọi người thấy cái bong mạc này nếu mà nó thành nó tổ chức hóa nó dính hết vào với nhau này và nó chỉ còn dính ở cái thị kinh này chứng tỏ là bong đã lâu lắm rồi. Đấy bong lâu rồi. Còn cái bên trên này là nó cũng bong toàn bộ nó còn dính ở thị kinh như là cái dịch kính nó cũng có nhiều cái tổ chức đặc có thể là xuất huyết. Tiếp theo là đây ví dụ một cái trường hợp mà viêm củng mạc sau. Viêm củng mạc sau này thì cái bệnh nhân này là tôi khám là thấy nó phù gai và nó phù hoàng điểm có nếp nhăn cái thứ đây. Chứng tỏ cái phù này nó xảy ra nhanh này, nó diễn biến nhanh. Và võng mạc nó có những cái nếp nhăn đây và chưa thấy không thấy có xuất tiết thì bệnh nhân này được làm siêu âm để xem có phải viêm củng mạc sau hay không. Thì đây là cái hình ảnh siêu âm đây thì mọi người thấy là đây là cái củng mạc này đấy, cái củng mạc và cái hắc võng mạc là nó dày lên, nó dày lên và cái đặc biệt nhất ấy, là nó có cái khoang giảm âm ở phía sau đấy. Mọi người thấy cái đường nó tối tối này đấy, người ta gọi là khoang giảm âm sau củng mạc là sau nhãn cầu. Thì bình thường ấy nó không có khoang này, khi mà có khoang này chứng tỏ là nó có dịch ở đấy, nó có dịch ở đấy.
Khi nó mới giảm âm, nó có dịch chứng tỏ là có hiện tượng viêm, và cái dịch này là nằm dưới bao tên ông đấy. Thì cái này này nó kết hợp với cái hình của thị kinh, nó tạo hình chữ T, nên là người ta nói là có dấu hiệu, tiếng Anh gọi T-sign đấy, hình chữ T điển hình của viêm của mặt sau. Đấy là một bệnh nhân. Một bệnh nhân khác, đây tôi khám thì thấy bệnh nhân, cái bệnh nhân này thì cả viêm tỏa lan cả trước cả sau, thì thấy cụm màng nó giãn này, cụm màng giãn soi đáy mắt thì thấy nó có dịch này, cái cái thị nó hơi cương tụ đấy, thì lúc đấy cho làm siêu âm thì bệnh nhân này thấy hình chữ T rất là rõ, mọi người thấy là cụm màng nó dày này, đấy nó có dày và nó có khoang giảm âm ở dưới này, ở sau khoang giảm âm ở dưới bao tên ông này đấy, nó có đường rất là rõ, chứng tỏ nó có dịch ở đấy. Và đây là hình chữ T nhá, đây là hình chữ T. Còn cái ảnh ở bên dưới thì siêu âm mình như chỗ khác thấy nó có bong thanh dịch ở võng mạc đấy, cái võng mạc này nó nhiều dịch này. À, mọi người xem cái ảnh màu ấy đấy, nó có những cái vùng bong thanh dịch, thì tương ứng với trên siêu âm đây là đây cái hình ảnh bong thanh dịch võng mạc này đấy. Như cái bệnh nhân này là ảnh nó rất là rõ đấy. Đấy thì khi mà đấy là một trong những cái chỉ định khi mà mọi người thấy trên lâm sàng ấy. Là thấy trên lâm sàng những cái trường hợp như này thì nên làm siêu âm đấy, nên cho làm siêu âm để là xem là nó có viêm cả phía sau hay không. Nếu mà thấy cái những cái hình ảnh này thì chẩn đoán chắc chắn là viêm cụm mạc sau, và bệnh nhân này khám thì phía trước nó có đỏ, có giãn mạch thường cụm mạc nữa, thì gọi viêm cụm mạc toàn bộ tỏa lan. Tiếp theo này là đến cái siêu âm của u mạch hắc mạc. Ở u mạch hắc mạc ấy, thì thông thường là thấy cái hắc mạc nó dày, cái hắc mạc nó dày, ví dụ như cái trường hợp này mọi người thấy hắc mạc nó dày lên này, nó dày lên, và cái thấy cái tín hiệu siêu âm là nó đồng nhất, trong phía trong ấy nó sáng đều này, nó không phải lỗ rỗ, nó đồng nhất. Thông thường cái độ cao, nếu đo cái độ cao này thì thông thường là dưới 3 mm đấy. Tín hiệu siêu âm A thấp. Như cái bệnh nhân này thì nó có cả cái u mạch hắc mạc ấy, nó tiết dịch, nó làm cho bong thanh dịch ở bên cạnh đây, bong thanh dịch bên cạnh đây. Nếu mà mọi người nhìn thấy để chẩn đoán phân biệt ấy, thì người ta cho luôn cả siêu âm A, cho nên cái máy này nó có, thông thường các máy nó đều có chế độ bật luôn cả cái sóng siêu âm A lên để xem như nào. Thì thấy là đây là cái đoạn mà qua dịch kính này, cái chỗ này là qua cái tín hiệu của cái vùng võng mạc nó bị bong thanh dịch, và sau đó thì thấy là nó giảm âm đấy, tức là nó không cao, nó không cao. Và nếu mà những cái chỗ này nó cao ấy, thì nó lại là bệnh khác đấy. Thì thông thường là cái tín hiệu siêu ma thì nó cũng thấp thôi, không cao, nó cũng cái sóng thì nó sẽ cao, thông thường là sẽ cao hơn ở vùng dịch kính này chút, nhưng mà nó không cao lên hẳn như ở võng mạc. Thì đây là trường hợp mà u mạch hắc mạc. Đây ví dụ một cái bệnh nhân khác, 63 tuổi, bệnh nhân này 63 tuổi, thì khám thì tôi thấy là có một cái đám ở đây màu vàng cam này, ở vùng hoàng điểm đấy nó có dịch này, bệnh nhân có đục phỉnh thể nữa, nên là soi đáy mắt nó hơi mờ, thì cho chụp ICG thấy nó tăng huyền quang rất mạnh này, ngay từ thị sớm này, đây 5-7 giây, thì chứng tỏ cái này nó là u mạch ở hắc mạc đấy, ở mà hắc mạc. Thì đối chiếu trên siêu âm, siêu âm thì thấy là nó có cái đám tăng âm nó đẩy lồi lên này, để mọi người thấy, và nó đồng nhất, và nó cái đám này nó dẹt đấy, nó dẹt. Thì những cái này thông thường là hình ảnh của u mạch hắc mạc. Thì để trên lâm sàng ấy, thông thường để chẩn đoán thì người ta phối hợp nhiều thứ, nếu mà mình chưa có ICG chẳng hạn và soi đáy mắt hơi mờ mờ này, thì tốt nhất là cho đi làm cái siêu âm trước, cho đi làm cái siêu âm trước để xem là cái hình ảnh nó siêu âm như nào. Khi mà thấy cái hình ảnh siêu âm nó cái khối đấy nó dẹt thôi,
nó dẹp, nếu mà đo cái chiều dày thông thường nó dưới 30 mét và nó tăng âm nó đồng nhất thì nghĩ nhiều đến là u mạch hang mạc. Còn nếu mà có sau đó thì nếu có chụp MA thì cho chụp, hoặc là cho chụp ICG tốt nhất, mà đa số không có ICG thì mình vẫn phải đưa ra được cái chẩn đoán dựa vào những cái thông tin mà mình có, và đơn giản nhất là siêu âm này, soi đáy mắt này. Đấy. Cái tiếp theo là melanoma hang mạc. Thì thông thường cái melanoma ấy, cái tổn thương nó sẽ cao hơn, và người thấy là thông thường trên 3 đấy. Và đây như cái bệnh nhân này rất điển hình, có hình nấm này. Đây bệnh nhân này tôi khám thấy nó có một cái đá khối u ở phía dưới này, ở nửa dưới, nó rất là to đấy, nó rất là to và nhiều sắc tố đen đen và nó che lấp, nên chụp đáy mắt thấy chỉ thấy nửa bên trên là rõ, nửa bên dưới là khối u to tướng. Thì bệnh nhân này cũng được cho làm siêu âm. Thì đây là đây tôi làm siêu âm thì thấy nó tổn thương nó rất đặc trưng này, nó hình nấm này đấy, mọi người thấy nó hình hình cái nấm, và cái võng mạc xung quanh nó cũng bong, và ở dưới cái dịch dưới võng mạc thì nó tăng âm đỏ, không phải dịch trong đấy. Tức là dịch nó không được trong. Cái nữa là kết hợp với bật tín hiệu siêu ma, thì mọi người thấy những cái đường sóng ở bên dưới đấy là tín hiệu siêu ma. Thì cái tín hiệu siêu âm A mà đi qua cái vùng tương ứng vùng khối u này là nó cũng tương đối cao đấy. Nếu mà dịch kính thì nó bằng như này, ở cái đoạn này là dịch kính đấy. Còn cái đoạn này đến khối u là thấy nó dâng cao lên như này đấy. Và cái cao nhất này là ở cái võng mạc phía sau nhãn cầu đấy, đến ra chỗ vận củng mạc. Thì đấy là cái hình ảnh melanoma hang mạc đấy. Tín hiệu bên trong cái khối u này tín hiệu nó không được đồng nhất lắm đấy, có chỗ tối chỗ sáng đấy, và chỗ nó tối hơn chút đấy. Thì đây là cái của siêu ma. Tiếp theo một cái ca khác đây. Đây một cái ca khác là cũng bệnh nhân nữ 44 tuổi đấy, bệnh nhân nữ 44 tuổi thì đến khám tôi thấy như này, thấy là nó ẩm phía thái dương trên ấy, có khối rất to đẩy lồi lên, đẩy lồi võng mạc lên đấy, và nó có dịch này, nếp nhăn này, nó có dịch ở xung quanh khối u, nó gây bong thành dịch đấy, nó biến đổi biểu mô sắc tố phía dưới. Thì những cái này nếu hình ảnh lâm sàng thì cũng nghĩ rất nhiều đến là u melanoma. Melanoma vì cái này nó có nhiều sắc tố nữa, nó có nhiều sắc tố mà tiến triển nhanh, có cả dịch xung quanh đấy. Nó rất là to. Thì khi đấy đầu tiên là đơn giản nhất là cho làm siêu âm. Đây siêu âm B đây. Thì mọi người thấy là cái u này nó rất to, nó đẩy lồi vào, và nó đây cái chiều cao nó khoảng 7,78, khoảng 8 mm. Đây tôi đo kích thước thì khoảng 8 mm đấy. Và cái phần này nó có dịch này. Đấy. Nó có dịch, nó bong thành dịch, cái dịch này nó còn tương đối trong, chứng tỏ nó mới xảy ra. Thì đấy cái phần cái võng mạc nó bong thành dịch là nó tương ứng cái vùng hoàng điểm này, đấy, cái vùng này, cái khối u nó ở phía trên đây. Thì như này thông cái này là đặt là vị trí đầu giò, là cái mốc đầu giò nó ở phía trên đấy, nó ở vị trí tầm 11 12 giờ tầm 11 12 giờ thì tương ứng với cái khối u đây, nó ở vị trí là nó sẽ hiện ở phía trên của màn hình đấy,
Còn nếu mà mọi người xoay ngược cái đầu giò xuống ấy, ở đầu giò nó ở vị trí 6 giờ ấy, thì lúc đấy là cái hình khối u nó ở phía dưới này. Đấy, còn như này đối chiếu lâm sàng là nó tương ứng ở phía trên. Đấy là melanoma hắc mạc ấy. Thì thông thường những cái này mọi người cứ đặt là cứ bật cái chế độ A này lên, chế độ A này lên. Thì cái chỗ này sóng nó thấp, chẳng qua là nó bởi vì cái sóng ở cái chỗ dịch này thôi. Cái còn nếu mà chỉnh lại cho cái đầu giò nó vuông góc với cái khối u này này, thì cái đầu giò nó vuông góc với khối u ấy, thì cái sóng này nó sẽ cao lên nhiều. À, tiếp theo là siêu âm để đánh giá đầu thiền kinh. Đầu thiền kinh thì có mấy cái bệnh mà siêu âm về đánh giá, ví dụ như bệnh nhân này tuy đã soi rất là rõ là thấy phù gai rồi, thấy phù gai nhưng mà điều trị mãi cái phù nó không giảm, nó cũng truyền corticoid các thứ phù nó không giảm, thì lúc đấy mình phải cho làm siêu âm đánh giá xem là nó có cái gì nó ở bên dưới hay không. Ví dụ như hay gặp nhất là Drusen đầu thiền kinh nhỉ. Nếu Drusen đây mọi người thấy cái hình ảnh siêu âm B đây, tôi làm thì thấy là cái đầu thiền kinh nó lồi vào trong đấy. Đây là cái tín hiệu thiền kinh nên nó thông thường là cái chỗ thiền kinh dọc theo thiền kinh là nó giảm giảm âm đấy, thì cái đầu này nó sáng. Thì thấy cái đầu thiền kinh này nó phù, nó tương ứng với quan sát trên lâm sàng và chủ yếu là quan sát xem ở phía dưới này này, ở phía dưới này nó có tăng âm hay không. Cái chỗ này bề mặt thì không, nó không tính, tại vì bề mặt này là cái võng mạc, chỗ này nó nó dày lên thì là nó hơi sáng hơn chút thôi. Nhưng chủ yếu mọi người đánh giá ở phía dưới này xem là nó có tăng phản xạ hay không, là nó tăng âm hay không. Nếu mà dưới này nó tăng âm ấy, thì nghĩ nhiều đến là nó có cái drusen đầu thiền kinh nó nằm ở phía dưới, nó gây ra phù gai thị đấy. Nó gây ra phù gai thị thì đấy bệnh nhân drusen này. Đây là một bệnh nhân khác mà bệnh nhân bị u tế bào hắc tố ở đầu thiền kinh. Thì bệnh nhân này thỉnh thoảng cũng gặp thấy là nó có cái khối ở đầu thiền kinh như này, ở đầu thiền kinh, và cho làm siêu âm mà làm OCT, thông thường cho làm cả OCT nữa. Thì trong cái này cái melanocytoma này nó rất nhiều sắc tố, thì nếu mà làm OCT thì ở dưới là nó ánh sáng nó không xuyên qua được, nên là chỉ thấy được cái vỏ, nó còn ở bên dưới tất cả là mất tín hiệu hết. Thì nghĩ nhiều thì là do cái tổ chức đấy nhiều sắc tố. Và đây làm siêu âm và cái khối đấy thì cũng thấy nó đẩy lồi lên và nó tăng âm, nó sáng hơn xung quanh chút đấy. Thì đây là cái siêu âm để đánh giá đầu thiền kinh. Thì tóm lại để đánh giá đầu thiền kinh thì nó có sử dụng ứng dụng trong mấy siêu âm. Thứ nhất là xem để phân biệt Drusen đầu thiền kinh là hay gặp nhất, xem ở dưới nó có canxi hoặc là tăng âm ở bên dưới này không. Đấy. Thì trên đây là cái bài siêu âm cơ bản về siêu âm B là chính. Thì cái bài về phần lý thuyết thì hôm nay đến đây là hết. Mọi người có hỏi cái gì không? Có ai hỏi gì thì đánh vào phần chat nhé. Chu Mạnh Thanh thì có hỏi là làm sao để xác định được hoàng điểm trên siêu âm. Đấy. Làm sao để xác định được hoàng điểm siêu âm? Thì trên cái siêu âm này cái độ phân giải của nó không đủ để thấy cái lõm ở hoàng điểm.
Do đó để xác định hoàng điểm thì thứ nhất là mình phải yêu cầu bệnh nhân, nếu mà bệnh nhân nằm ra thì bảo bệnh nhân nhìn thẳng, để nhìn thẳng lên trên trần nhà, thì lúc đấy là cái mắt nó thẳng, mình đặt qua mi đấy, mình đặt qua mi để xem. Mình có thể kiểm tra xoay cái đầu giò, xoay nghiêng cái đầu giò, hướng nó vào phía trong hoặc hướng ra phía ngoài đấy. Nếu mà hướng vào phía trong đấy là một chút ấy, thì là mình sẽ thấy tín hiệu của thần kinh đấy, sau đó lại hướng ra ngoài đấy, hướng vào thì biết là thì cái vị trí của thần kinh là nó ở phía trong thôi. Ví dụ đặt đầu giò cái mốc nó ở vị trí 12 giờ và nó thẳng theo hướng thẳng trục bệnh nhân và thẳng vào giác mạc, thì lúc đấy mình nghiêng cái đầu giò chách vào phía trong chẳng hạn, thì nếu mà đúng vị trí thì thấy là, nếu hơi chách vào phía trong tí là thấy tín hiệu của thần kinh nó hiện ra trên màn hình ấy, thì lúc đấy mình nghiêng cái đầu giò trở lại đấy, nghiêng đầu giò trở lại thì là ra đến hoàng điểm. Cái thứ hai nữa là ở vị trí hoàng điểm ấy là cái trục nhãn cầu nó dài nhất, do đó khi mà mình nghiêng đầu giò ấy, mình cứ nghiêng thấy cái chỗ nào trục nhãn cầu nó dài nhất và cái hình ảnh nó lớn nhất ấy, thì thông thường ở cái phía đấy là ở cái hoàng điểm đấy. Và nếu mà check ra ngoài thì trục nhãn cầu nó ngắn lại thì nó cắt không phải là qua hoàng điểm nữa mà nó cắt check đấy. Tại vì cũng nhiều trường hợp là bệnh nhân nhắm mắt và đa số là người ta đưa lên trên, giống như kiểu dấu hiệu Sacher Bell ấy, là về sinh lý là khi mà nhắm mắt là nhãn cầu đưa lên trên đấy, mặc dù mình bảo người ta nhìn thẳng nhưng mà kiểu gì hơi check lên trên tí thì mình lại phải chỉnh cái đầu giò nó check check theo cái hướng mà nhãn cầu đưa lên trên ấy. Nếu được thủy thể đục trắng không soi được đáy mắt thì phân biệt trên siêu âm sốt huyết dịch kính và tổ chức hóa và phân biệt sốt huyết mới và cũ như nào, thì cái này nó chỉ tương đối thôi, thì mình phải căn cứ vào nhiều thứ chứ không phải căn cứ vào mỗi hình ảnh siêu âm. Thì mọi người biết là nếu mà nó tổ chức hóa thì tổ chức nó rất là đặc, nó đặc và nó ít di động đấy, nó ít di động. Thì khi mà mình làm siêu âm ấy là cái đám đấy nó tăng âm nhưng nó giữ nguyên vị trí. Còn ví dụ như cái bệnh nhân đấy là sốt huyết nó còn mới và nó lỏng, do đó là bảo bệnh nhân đảo mắt là cái đám sốt huyết đấy nó chạy đấy, nó di động ở bên trong ấy, thì chứng tỏ nó chưa bị tổ chức hóa, nó chưa bị tổ chức hóa. Và sốt huyết mới thì tín hiệu nó tăng tương đối nhiều, nó tăng vì lúc đấy máu nó mới chảy ra nó đặc. Còn sau đó thì một vài tuần ấy, nếu nó tiêu bớt đi, nó không sốt huyết thêm ấy, thì là cái máu nó loãng dần ra, nó loãng dần một phần nó do tiêu đi. Ví dụ như cái bệnh nhân mà tôi siêu âm vừa rồi là người ta sốt huyết được khoảng 6 tuần, đấy, thì cái máu nó bắt đầu tiêu đi và nó lỏng. Nếu bệnh nhân đảo mắt là nó di động nhiều, đấy, nó di động. Đấy, thì phải dựa vào thời gian, nói chung phải dựa vào cả lâm sàng nữa. Cái chỗ hoàng điểm là chỗ hơi tăng âm cạnh gai thị, thì hoàng điểm thì đúng là cạnh gai thị rồi. Nó cạnh gai thị thì mình khi làm ấy mình cũng lấy cái mốc là gai thị để mình đối chiếu ra, nhưng mà cái chỗ tăng âm đấy thì nó không rõ đâu, mà chủ yếu là mình dựa vào cái mốc gai thị để mình suy ra. Với cả khi mình làm ấy là mình mà cái chỗ tăng cái chỗ mà cái chỗ hoàng điểm ấy là cái trục nhãn cầu nó dài nhất đấy, mình phải xác định tùy theo cái đầu giò mình đặt như nào thì mình mới biết được là vị trí cạnh gai thị. Ví dụ mình đặt đầu giò mà hướng lên trên chẳng hạn, mà khi thấy gai thị ấy, đầu giò mà hướng lên trên
ở phía 12 giờ thì khi mà thấy gai thị thì nó sẽ không thấy hoàng điểm. Còn nếu mà muốn đặt vừa thấy gai thị vừa thấy hoàng điểm ấy, thì phải đặt cái mốc đầu giờ nó vào vị trí 3 giờ hoặc vị trí 9 giờ, thì cái lát cắt đấy nó đi qua vừa gai thị vừa hoàng điểm thì mình mới lấy được cái vị trí là cạnh gai thị mà cái chỗ trục nhãn cầu nó dài nhất ấy, thì là hoàng điểm. Còn nếu mà lát cắt mà theo vị trí 12 giờ thì nó chỉ qua, một là nếu thấy hoàng điểm thì nó không qua gai thị, mà thấy gai thị thì nó không qua hoàng điểm. Đấy. Còn phải để vị trí 3 giờ hoặc 9 giờ nó cắt ngang vừa qua gai thị vừa hoàng điểm thì mình mới xác định theo cái cách đấy được. Có ai hỏi gì nữa không? À, hôm nay nếu không có ai hỏi gì thì bài hôm nay đến đây là kết thúc. À, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Em cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn thầy ạ. Ngày mai là cũng có hai bài giảng nhé, hai bài giảng vẫn theo cho đến bây giờ thì vẫn theo lịch. Để mọi người để ý để xem thì những cái bài này ID với lại password thì nó vẫn sử dụng cùng một cái, nên là nếu mà tôi quên nhắn thì mọi người cứ vào cái ID đang sử dụng này là được.